Chào các bạn, hôm nay Hoàng sẽ review cho các bạn một cây Kawai Piano Điện CA48. Hiện thời Hoàng đang có cái màu này ha. Thi thoảng thì nó có màu này, thi thoảng nó có màu đen. Thì tùy ai thích màu gì thì có cái màu đó. Nhưng mà những cái sản phẩm này là khá mới cho nên là cũng thỉnh thoảng về thôi chứ không phải lúc nào cũng có sẵn ha các bạn ha. Rồi, và Hoàng có sẵn cái này và cây CN27. Bây giờ Hoàng sẽ quay cho các bạn xem để các bạn phân biệt cái kích thước của hai cây. Ở đây là cây CA48. Đó, cây CN27 ha. Cái CN27 này nó tương đương với cái cây IDP của hãng Yamaha, còn CA là tương đương với CLP của hãng Yamaha. Hiện thời Hoàng đang có hai cái màu này. Các bạn thấy hai cái màu này nó giống như màu light cherry ấy, nhưng mà nó không phải light cherry. Cái hãng này nó đặt tên là LO. Thì các bạn như vậy cho dễ nhớ, cái màu này là màu gỗ tự nhiên à. Ha. Người ta hay làm guitar hay làm gì là gỗ tự nhiên. Và nó cũng không có phủ một cái lớp bóng nữa. Đây là gỗ mờ luôn. Rồi, em bây giờ cũng cho các bạn xem luôn cái kích thước của nó. Thì cái phân khúc CA thì bao giờ nó cũng cao hơn là CN, cho nên là kích thước của nó to hơn rõ ràng. Nó cao hơn rồi, cái này nó cũng bề thế hơn nè, nó to hơn rõ ràng luôn. Thấy chưa? Nó rõ ràng luôn. Cái hệ phím bên đây nó làm bằng gỗ, còn hệ phím bên đây làm bằng nhựa. Đó. Đó, thấy chưa? Rồi, cả hai cây đều có nắp trượt ra. Và cả hai cây này ấy, thì tính ra là cái tính năng sử dụng nó giống nhau, chẳng qua là cái độ hay của nó về mặt âm thanh và cái độ hay về cái cảm giác phím ha, có hai cái thứ đó. Rồi các bạn xem nè, nó có hai cái loa ở đằng trước ha. Nó hai cái loa đằng trước thì âm thanh nó thoát ra ở cái phần này, cũng như có hai cái loa để nó dội xuống phần dưới đó. Cái phần thanh gỗ này nó che hai cái loa đó ha. Cho nên là cái này nó sẽ hơn cái cây CN là như vậy đó. Rồi, bây giờ lướt qua nè. Công nghệ của cái cây này thì đương nhiên nó hơn là cái cây CN rồi. Nhưng Hoàng cũng không có đào sâu về công nghệ lắm. Hoàng chỉ có nói là cái cảm giác đánh thôi. Thế, đẹp ha. Màu này nhớ là màu gỗ mờ. Gỗ tự nhiên nhưng màu gỗ mờ. Dòng xe là dòng Concert Artist. Đây họ cũng ghi là Grandfield Standard. Grandfield. Rồi cái đây là cái phím nó mờ, nó ngà, giả ngà voi. Nó cũng bình thường đó các bạn. Đàn rết rồi cũng bình thường thôi. Quan trọng là cái cảm giác mình cứ feel được với nó là được rồi. Rồi bây giờ Hoàng đàn vài câu với lại hướng dẫn sử dụng cây đàn ha. Các bạn còn nhớ không? Rồi bây giờ chỉ các bạn điều khiển một chút cây đàn này thì thật ra các bạn chỉ cần quan tâm là mình điều chỉnh, mình chọn tiếng thế nào thôi, thì nó có mười mấy hai chục tiếng à, cũng đơn giản lắm. Khi các bạn click vào đây cái màn hình nó nhảy lên số 2 đấy chưa? Nhảy lên mỗi
mỗi lần nhảy nó đổi qua một cái tiếng khác thì nó có rất là nhiều tiếng piano. À, nó chuyển piano điện này, à, tiếng organ này, à, organ này đánh trong nhà thờ này, tiếng harpsichord này, tiếng vibraphone, đây là tiếng dây này, cái này slow string, tiếng này trong nhà thờ, à, tiếng ca đoàn, rồi mấy cái tiếng này, mấy tiếng lót á, mấy cái tiếng lót này cũng hay. Rồi 19, rồi quay về là 1, tức là bài cái đàn này có thật ra có 19 tiếng thôi. À, để mà điều chỉnh cái đàn này nó dễ hơn, mình gọi cái tiếng ra mà mình biết cái đàn nào cụ thể, cái đàn nào, thì người ta tạo ra cho mình một cái app. Hãng Kawai cho mình cái app là hả Sound Museum. Đó là cái thư viện về âm thanh. Rồi, cái này cài trên điện thoại iPhone được nha, iPad được nha. Hoàng bỏ lên iPad để cho các bạn dễ nhìn thấy. Rồi bây giờ mình muốn sử dụng nó thì mình phải nhấn vào connect, chuyển qua Bluetooth ha. Bluetooth thì hiện thời nó hiện lên là 2 cây nhưng mà là chưa có connect đó. Ví dụ đây là hãng khác này, nó mờ mờ, nó bắt được cái Bluetooth nhưng mà nó không connect được. Rồi bây giờ mình connect với cái thằng 48, bây giờ mình đánh 48. Rồi mình chuyển qua cái model, mình chọn xe 48 ha. Xong rồi đó. Giờ quay qua cái chức năng này, các bạn đừng có quan tâm này ha, quan tâm hai cái trend thôi. Cái này là trộn hai tiếng, còn cái này là chọn từng tiếng một. Rồi click vào bên này nữa, các bạn thấy à, hiện thời nó đang chấm vào cái đàn SK. Nếu mà mình chuyển qua cái tiếng vibraphone, coi coi, đã thay đổi trên đàn rồi đó. Rồi mình, nhưng mà mình muốn nghe cái tiếng đó đánh làm sao, mình có thể nhấn cái đoạn nhạc demo. Đó, đã chưa? Thế, ha. Cái này chắc hồi nãy không nổi rồi. Rồi, stop. Rồi ví dụ mình chọn cái tiếng khác đi, đây là tiếng đó. Tức là cái tiếng này là tiếng của nguyên một cái ca đoàn đó đó. Ừ. Rồi, vậy thì bây giờ mình coi tiếng khác, coi tiếng organ nhà thờ xem làm sao. Organ nhà thờ nè, nhấn nút play. Các bạn nghe chơi vậy đó ha. Rồi bây giờ đó là tiếng của nhà thờ. Rồi bây giờ tiếng cũng jazz, à, tiếng organ nhưng mà là jazz organ, còn nó tiếng nó màu nó khác này. Đây là vậy đi ha. Đó, jazz organ là vậy. Rồi bây giờ nói tới nói luôn, còn cái nữa để hướng dẫn các bạn. Bây giờ mình quay trở lại, mình coi cái duo, nó kẹp hai tiếng. Hiện thời nè, nó hiện thời là man là cái tiếng jazz organ và cái laser kia là tiếng piano. Các bạn có nghe thử, nghe rõ được có organ trong đó không? Và cả piano trong đó không? Bây giờ mình còn cho tiếng organ lớn lên nha. À, tiếng piano lớn lên nè. Ngược lại ha. Bây giờ mình cho nó nằm ở kênh ở chính giữa thì mình sẽ nghe được cả hai. Bây giờ này mình chọn cái khác đi. Chọn cái này là piano nha. Piano. Rồi quay trở lại, chọn cái bên này là cái tiếng của ca đoàn chẳng hạn.
Đó. Ơi quay lại duo không? Chọn rồi ha. Thế thì cuối cùng thì cũng là cái gì hay nhất là tiếng piano và cái cảm giác đánh, các bạn quan tâm cái đó lớn nhất. Thì cây nào mà kích thước nó to to chút á thì loa lớn hơn, rồi phím nó tốt hơn, mọi thứ đó tốt hơn, nên là thật ra mình bỏ thêm tí tiền mình mua được cái cây này thì hay. Nó sản xuất 2018. Rồi bây giờ mình kết luận chút xíu ha. Thì cây này là cây CA48. Nếu mà xét về cấp độ thì nó sẽ ngang với cây CLP của hãng Yamaha. Nó là thuộc dòng cao cấp và mỗi hãng, mỗi cây nó đều có cái hay riêng, tùy vào cái sở thích, tùy vào cái lựa chọn, cái mong muốn màu sắc âm thanh của các bạn, cũng như là tùy vào cái lựa chọn và kiểu dáng, thì các bạn chọn cho mình một cái cây ưng ý. Thì đây cũng là một gợi ý cho các bạn ha. Nói chung nó là mới nên là nhiều cái cách tân, nhiều cái sự đổi mới nó sẽ có ở trên cái cây này. Và tính về cái năm sản xuất thì nó khá là mới, năm 2018. Thì nay là đầu 2021 rồi, thì 2018 thì tính ra có 3 năm à, rất là gần luôn ha. Và cũng gần thì giá nó cũng tương đối cao, nếu mà mua cũ lại cũng tương đối cao ha các bạn ha. Rồi, tùy vào cái thời điểm cụ thể và giá cả cụ thể như thế nào á, thì các bạn xem cái link ở bên dưới cái phần mô tả cho Hoàng nha. Hoàng không có tiện đọc giá ở đây, rồi mai mốt nó thay đổi không có xóa được. Cảm ơn các bạn nha. Rồi mong các bạn sẽ đến cái shop của Hoàng để mà trải nghiệm cũng như là mua về cho mình một cái cây ưng ý. Cảm ơn các bạn.